ngoại trưởng nga nói ông zelensky hành động mất kiểm soát khiến phương tây ngồi trên đống lửa nato huy động số quân khủng chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ nga cáo buộc ukraine tập kích quê nhà tổng thống putin nga lên tiếng về thông tin đàm phán hòa bình với ukraine Nga và Ukraine tiếp tục tấn công nhau bằng tên lửa và UAV. Giới phân tích nêu xả thuyết về cách Ukraine phá hủy bay mạnh nhất của Nga. Ngày 18 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đang ngày càng trở nên mất ổn định và các đồng minh phương Tây ủng hộ ông đang tìm mọi cách để kiểm soát ông. Ông tin rằng việc kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử Tổng thống trong năm nay là một phần trong nỗ lực đó của phương Tây. Một số chính trị gia phương Tây đề nghị Ukraine nên tổ chức tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2024. Các thủ tục dân chủ thông thường ở nước này đã bị đình chỉ theo thiết quân luật, nhưng nước này có thể sửa đổi luật để cho phép cuộc bầu cử diễn ra. Ông Zelensky đã gửi đi những tín hiệu trái chiều về vấn đề này, lần lượt nói rằng ông sẵn sàng tranh cử một nhiệm kỳ khác trong những điều kiện nhất định và tuyên bố rằng người dân Ukraine không muốn bầu cử khi đất nước đang còn xung đột. Theo Ngoại trưởng Lavrov, những lời lẽ mâu thuẫn của Tổng thống Zelensky chỉ phản ánh mong muốn của nhà lãnh đạo Ukraine và các cộng sự của ông để giữ quyền lực lâu nhất có thể. Trong khi đó, phương Tây muốn linh hoạt hơn khi xét đến việc Kiev đã không giành được thành công trên chiến trường. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, ông tin rằng phương Tây chứ không phải Ukraine sẽ quyết định các điều kiện để kết thúc cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết, ông không nghĩ phương Tây hiện quan tâm đến việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ông lavrov nói chúng tôi không thấy mỹ hay nato có chút bận tâm nào trong việc giải quyết xung đột ukraina và lắng nghe những lo ngại của nga ông cũng tuyên bố phương tây đã thúc đẩy ukraina sử dụng vũ khí tầm xa ngày càng tăng để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước nga mặc dù ông không đưa ra bằng chứng cho điều này bên cạnh đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cáo buộc mỹ đã dỡ bỏ từng bước các biện pháp kiểm soát vũ khí buộc nga phá hủy hiệp ước hạt nhân new star Ông Lavrov tuyên bố, họ đã công khai tuyên bố chúng tôi là đối thủ, nhưng đồng thời họ cũng muốn biết về các kho dự trữ hạt nhân chiến lược của chúng tôi, vì họ nói đó là một điều hoàn toàn khác. Họ muốn đảm bảo giám sát kho vũ khí hạt nhân của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro cho chính họ. Ngoại trưởng Nga tuyên bố, hàng ngày họ nói nhiều hơn về một cuộc va chạm tiềm tàng của các cường quốc hạt nhân và ngày càng có ít yếu tố ngăn chặn. Đêm ngày 17 và dặn sáng ngày 18 tháng 1, cả Nga và Ukraine đồng loạt thực hiện cuộc không kích ồ ạt bằng đồng loạt sử dụng nhiều máy bay không người lái và tên lửa. Trong sự kiện này, thậm chí Nga còn tuyên bố rằng có UAV của Ukraine suýt tấn công Moscow. Theo hãng thông tấn Ukraine Form, chỉ trong một đêm, không quân Ukraine đã bắn hạ thành công 22 trong tổng số 33 chiếc máy bay không người lái Shahed của Nga. Lực lượng không quân Ukraine chia sẻ trên ứng dụng Telegram rằng các khu vực bị tấn công chủ yếu ở miền Nam và miền Bắc Ukraine. Lực lượng phòng không và không quân đã bắn hạ 22 chiếc drone của đối phương. Một số drone khác đã không tiếp cận được mục tiêu. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn tuyên bố rằng họ đã bắn hạ thành công hai tên lửa phòng không S-300 được phóng từ vùng Belgorod và Kharkov. Chính quyền Kiev chưa đưa ra thông báo về thương vong trong các vụ tấn công diễn ra đêm ngày 17 tháng 1. Theo chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã tiến hành phá hủy hai chiếc UAV tại các khu vực Moscow và Leningrad trong đêm ngày 17 tháng 1. Thị trưởng thủ đô Moscow Sergei Subianin chia sẻ trên ứng dụng Telegram rằng các đơn vị phòng không đã thành công trong việc bắn hạ một chiếc UAV khi nó hướng đến khu vực thủ đô của Nga. Các mảnh vỡ của chiếc UAV rơi xuống mà không gây thương vong hoặc thiệt hại nào. Trong khi đó, theo thông tin từ hãng tin sát của Nga và một số nguồn tin giấu tên, đêm ngày 17 tháng 1 đã diễn ra một cuộc tấn công khác nhằm vào một cảng sầu ở biển Baltic thuộc khu vực Leningrad. Bên cạnh đó, thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thành công 10 tên lửa tấn công tại vùng này trong đêm ngày 17 tháng 1. Theo thông tin từ hãng thông tấn RIA của Nga, các quan chức ở Belgorod đã ghi nhận một người phụ nữ bị thương. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, Nga cáo buộc rằng Ukraine đã tấn công khiến hàng trăm người thương vong tại thành phố Benkorod. Sau vụ tấn công này, thống đốc vùng Benkorod đã ban hành một lệnh di tản chuyển 300 người dân đến các địa phương nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Theo hãng tin Reuters, đây được xem là cuộc di tản lớn nhất từ một thành phố lớn của Nga kể từ sau chiến dịch quân sự cuối tháng 2 năm 2022. Đến ngày 16 tháng 1, thống đốc Benkorod thông báo rằng các công trình bảo vệ chống pháo kích sẽ được lắp đặt tại vùng Benkorod để bảo vệ người dân. Trước cảnh báo của Mỹ về việc có thể ngừng gửi tên lửa Patriot, Ukraine đang đối mặt với nhiều lo ngại về hệ thống phòng thủ, sự cuộc tăng cường không kích từ Nga trong mùa đông. Theo thông tin từ tờ The New York Times, nhà chóng và lầu năm góc đã cảnh báo Ukraine về khả năng khó khăn trong việc duy trì hệ thống tên lửa phòng không Patriot do chi phí đắt đỏ. Trung bình, mỗi tên lửa Patriot có giá khoảng từ 2 đến 4 triệu đô la Mỹ. Đây chính là loại vũ khí quan trọng cho hệ thống phòng thủ của Ukraine. Trong bối cảnh chiến sự mùa đông ngày một khó khăn, khi Nga tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái UAV. Ngày mùng 2 tháng 1, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thành công 10 tên lửa bộ siêu thanh Kinzhan, một loại vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao là vô đối. Ngày mùng 8 tháng 1, Ukraine thông báo rằng quân đội nước này đã bắn hạ thành công 25 trong tổng số 63 tên lửa Kinzhan mà Nga đã phóng vào Ukraine. Phía Nga trước đó bác bỏ số liệu này và cho rằng Ukraine đã tuyên bố bắn hạ nhiều hơn số tên lửa thực sự Nga đã phóng. Tuy nhiên, không có cách nào xác thực chính xác với các tuyên bố từ cả hai bên. Theo thông tin từ Politico Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã cho biết toàn bộ các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã được chiến lược hóa xung quanh thủ đô Kiev để bảo vệ đô thị này. Ông cũng thể hiện mong muốn có thêm hàng chục chiếc nữa để bảo vệ các thành phố quan trọng khác như Kherson và Odessa. Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như Ukraine đã tiêu thụ gần hết nguồn dự trữ tên lửa Patriot được viện trợ. Nhà nghiên cứu cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế, Jay McLean đã từng chia sẻ với Business Insider rằng việc cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa Patriot rõ ràng là một phần chiến lược của Nga. Theo báo cáo của The New York Times, kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Nga đã tiến hành hơn 3.800 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử và phóng 7.400 tên lửa vào các thị trấn và thành phố ở Ukraine. Ukraine đã trở thành một bãi thử nghiệm cho các hệ thống phòng không của phương Tây, thử nghiệm từ Stinger gắn trên xe tải đến hệ thống tiên tiến SAMPT do Pháp thiết kế. Mặc dù Patriot được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo và đã thể hiện hiệu suất tốt tại Ukraine, nhưng khi nguồn cung cấp trở nên không ổn định, các chỉ huy Ukraine lại không thể chắc chắn được suy trì năng lực phòng không lâu dài. Quan chức phương Tây đã thể hiện sự ủng hộ với ý tưởng tịch thu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga để hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng đồng thời nhấn mạnh rằng mức đó không đủ để giúp Kiev hồi phục. Ngày 17 tháng 1, theo thông tin của Reuters dẫn lời các quan chức phương Tây tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2024, hầu hết các quốc gia này đều thể hiện sự sẵn lòng ủng hộ ý tưởng tịch thu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga để hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những lo ngại về tính pháp lý của biện pháp này và nhiều người cho rằng đây không phải là giải pháp giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Trong số này, việc phong tỏa 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga tại các quốc gia phương Tây đã được thực hiện. Trong năm 2023, một số nước thành viên G7 đã thảo luận về khả năng tịch thu toàn bộ tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Mặc dù đã nhận được sự ủng hộ từ tất cả 7 quốc gia, vẫn có những ý kiến lo ngại về tác động của hành động này đối với thương mại quốc tế, đặc phái viên đặc biệt của Mỹ về phục hồi kinh tế Ukraine, bà Penny Briskler cho biết, quá trình tịch thu hàng trăm tỷ đô la Mỹ tài sản từ một ngân hàng trung ương đòi hỏi pháp lý rõ ràng và đây không phải là quyết định dễ dàng. Bà Penny Briskler nhấn mạnh, quyết định này cần có sự đồng thuận của cả một tập thể, không nên có suy nghĩ rằng đây sẽ là giải pháp cho vấn đề của Ukraine. Theo bà, mặc dù đã có những thảo luận ban đầu về việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng còn một khoảng thời gian dài trước khi các bên có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trong diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm nay, Nga đã quyết định không cử đại diện tham gia. Tuy nhiên, Moscow đã từng cảnh báo nhiều lần rằng việc tịch thu tài sản của họ sẽ vi phạm các nguyên tắc của thị trường tự do. Chính phủ Nga đã đe dọa sẽ tịch thu tài sản của Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác để đáp trả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen từ lâu đã bày tỏ lo ngại về việc thiếu thẩm quyền pháp lý để Washington có thể tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Tuy nhiên, gần đây, bà Yellen đã chấp nhận yêu cầu của các nhà lãnh đạo G7 để xem xét các phương án tịch thu dựa trên luật pháp quốc tế. Vài ngày trước, bà Yellen cho biết, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra sau các đề xuất của G7, tuy nhiên vẫn có những lo ngại về tác động của việc giữ giá trị tài sản bằng đô la Mỹ hoặc euro trong bối cảnh này. Một mối lo ngại khác của một số quan chức cấp cao phương Tây là rằng việc tịch thu tài sản của Nga đầu tư vào trái phiếu chính phủ bằng đồng euro, đô la Mỹ và bảng Anh có thể làm suy yếu sự sẵn sàng của các ngân hàng trung ương trong việc dự trữ ngoại tệ của nhau hầu hết các tài sản, đặc biệt là chứng khoán mà Ngân hàng Trung ương Nga đã đầu tư đang bị đóng băng tại Euroclear, một trung tâm lưu ký có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ. Thủ tướng Bỉ Alexander Deku cho biết, ông không phản đối việc tịch thu tài sản bị phong tỏa, nhưng cần có cơ chế rõ ràng để thực hiện hành động này. Ông Deku nói, Chúng tôi không nói không với việc tịch thu tài sản, nhưng chúng tôi cần phải làm theo một cơ chế, Ví dụ, chúng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để gây quỹ cho Ukraine. Ông Deku chia sẻ rằng, một số chứng khoán mà Nga đã đầu tư sắp đáo hạn và chúng sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt. Mức thuế cho các giao dịch này sẽ lên đến 25%. Ông Deku chia sẻ với Reuters tại Davos, Nếu có bất kỳ khoản thu nhập nào của Nga phải chịu thuế, chúng tôi sẽ phong tỏa nó để nó có thể được chuyển đến Ukraine. Ông cũng cảnh báo rằng, Tổng số thuế đối với tài sản bị đóng băng của Nga sẽ là khoảng 1,3 tỷ euro trong năm 2023 và dự kiến tăng lên khoảng 1,7 tỷ euro vào năm 2024. Theo thông tin từ hãng Lenta Quốc hội Đức, Bundestag đã bỏ phiếu phản đối đề xuất chuyển giao tên lửa hành trình không đối đất tầm xa Taurus cho lực lượng vũ trang Ukraina AFU. Trước đó, một nghị quyết yêu cầu chuyển giao này đã được đưa ra bởi khối đối lập CDU CSU, Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo Đức và Liên minh xã hội Thiên Chúa giáo ở Bavaria và gửi tới chính phủ Đức. Tuy nhiên, với quyết định này đã bị bác bỏ tại Bundestag với đa số phiếu khi 485 nghị sĩ phản đối, 178 nghị sĩ ủng hộ và 3 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Theo Spiegel, lý do nghị quyết bị từ chối là do khối đối lập CDU CSU không đạt được sự đồng thuận. Ngoài ra các đại biểu cũng bày tỏ sự không hài lòng với việc đề xuất này được đưa ra chỉ để thảo luận trong bối cảnh báo cáo thường niên của ủy viên phụ trách các vấn đề quân đội Liên bang Đức. Ngày mùng 2 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng ông đã yêu cầu phương Tây cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Đức để tiến hành phá hủy cây cầu Crimea và cô lập bán đảo này khỏi Nga. Ông Zelensky cho biết rằng tốc độ thành công của lực lượng vũ trang Ukraine AFU, sẽ phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ quân sự mà Kiev nhận được từ các đối tác phương Tây. Trước đó hai tháng, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã mạnh mẽ lên án Berlin vì chưa chấp nhận việc cung cấp tên lửa Taurus cho AFU. Ông Kuleba tuyên bố, dù sao thì bạn cũng sẽ làm điều đó. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian. Đại biểu Bundestan từ một số đảng sau đó đã kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu ở Nga. Đại diện của đảng xanh Sarah Nani cho biết các cuộc tấn công sử dụng tên lửa Taurus sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Thêm vào đó, thành viên Quốc hội Đức thuộc CDU Soderix S. Weather cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng tên lửa Taurus sẽ giúp ép phá hủy cầu Crimea và đồng thời buộc Nga phải rời khỏi Crimea. Thủ hiến bang Bavaria kiêm chủ tịch CSU Markus Soder đã kêu gọi chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine nhằm ngăn cản Nga giành chiến thắng. Ông Soder cho rằng đây là cơ hội nghiêm túc duy nhất để Ukraine lấy lại lòng cam đảm. Ông cũng lưu ý rằng Đức và Liên minh châu Âu-EU sẽ đối mặt với vấn đề An ninh thực sự nếu Nga chiến thắng trong cuộc xung đột. Taurus KEPD 350 là một tên lửa hành trình không đối đất tầm xa, được thiết kế để tấn công mục tiêu với độ chính xác cao và có thể hạ gục các mục tiêu được bảo vệ và nằm sâu dưới lòng đất. Với chiều dài 5m, tên lửa có khả năng bay hơn 500km và được phóng từ máy bay chiến đấu. Nó sử dụng dữ liệu địa hình và cảm biến hồng ngoại để dẫn đường cùng với những dữ liệu điều hướng từ vệ tinh GPS. Đặc biệt, Taurus có khả năng bay cực thấp dưới 50 mét, giúp nó khó bị giò đá phát hiện và vẫn duy trì tốc độ bay cận âm. Khi tấn công mục tiêu, đầu nổ thứ cấp của tên lửa Taurus sẽ tạo ra một lỗ trên tường hoặc trần của mục tiêu. Sau đó, một thanh kim loại nặng 400kg chứa đầy chất nổ sẽ xâm nhập vào lỗ thủng và phát nổ để phá hủy mục tiêu. Tên lửa Taurus được sản xuất bởi Taurus System, GMBH, một liên doanh giữa công ty con của công ty quốc phòng châu Âu MBDA đặt tại Đức và công ty Sharp Dynamics ở Thụy Điển. Từ năm 2004, Bundeswehr của Đức đã nhận được tổng cộng 600 tên lửa hành trình Taurus KEPD-350, bao gồm nhiều phiên bản khác nhau. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang rơi vào bế tắc, ngày 19 tháng 1 dẫn lời tư lệnh quân sự khối NATO tại châu Âu, tướng Chris Cavoli xác nhận khối NATO sẽ khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất nhiều thập kỷ ở châu Âu vào đầu tuần tới, dự kiến kéo dài đến tháng năm 2024. Với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ, Cuộc tập trận mang tên Steadfast Defender 2024 nhằm chứng tỏ rằng liên minh này có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình sát cho đến biên giới với Nga. Thông báo về cuộc tập trận của NATO có đoạn Steadfast Defender 2024 sẽ thể hiện khả năng của NATO trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng từ Bắc Mỹ và các khu vực khác của liên minh đến để củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu. NATO với tư cách là một tổ chức không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, ngoại trừ việc cung cấp cho Kiev các hỗ trợ không gây sát thương, nhưng nhiều quốc gia thành viên đã gửi vũ khí và đạn dược theo tư cách độc lập hoặc theo nhóm và cung cấp huấn luyện quân sự. Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli gần đây nói rằng NATO sẽ chứng minh khả năng củng cố khu vực châu Âu, Đại Tây Dương bằng việc di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ. Theo hãng tin Reuters, tướng Cavoli cho biết sự kiện được tiến hành từ tuần tới và kéo dài đến tháng 5. Ông xác nhận ngoài các binh sĩ từ các nước thành viên NATO, binh sĩ Thụy Điển cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Thụy Điển và Phần Lan cùng đệ đơn gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022 sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Vào tháng 4 năm 2023, Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, song Thụy Điển vẫn đang chờ phê duyệt do vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Phạm vi tiến hành cuộc tập trận Stay Fast Defender 2024 sẽ chạy dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía đông của NATO gần biên giới Nga. Sự kiện có sự tham gia của 50 tàu hải quân, bao gồm tàu sân bay và tàu khu trục, 80 chiến đấu cơ, trực thăng máy bay không người lái UAV và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu, gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh. Chủ tịch Quân ủy NATO, Đô Đố đốc Rose Bauer cho biết quy mô cuộc tập trận là minh chứng cho tình trạng sẵn sàng mới của Liên minh. Đô Đố đốc Rose Bauer nói: "Đây là quân số kỷ lục mà chúng tôi có thể điều động để tham gia cuộc tập trận có quy mô như vậy, chạy dài trên lãnh thổ các nước thành viên Liên minh, xuyên Đại dương từ Mỹ đến Châu Âu." Ông Bauer cũng cảnh báo xã hội các nước thành viên NATO cần chuẩn bị tốt hơn cho xung đột có nguy cơ nổ ra trong tương lai với Nga. Vị đô đốc nói: "Chúng ta cần hiểu rằng hòa bình không phải tự nhiên có được, đó là lý do chúng ta cần có kế hoạch và chuẩn bị cho một cuộc xung đột. Chúng tôi không muốn xung đột nổ ra, nhưng phải sẵn sàng nếu họ tấn công." Theo đô đốc Bauer, Lục quân Nga đang suy giảm nghiêm trọng do xung đột với Ukraine, song hải quân và không quân Nga vẫn là các quân chủng đáng gầm. Nỗ lực tái thiết lực lượng của Nga bị tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, cản trở, song nước này vẫn có khả năng tăng cường sản xuất pháo và tên lửa. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ cuộc tập trận RFG vào năm 1988, từng có 125.000 binh sĩ tham gia. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh NATO đang tổ chức các hệ thống phòng thủ giữa lúc xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Các đồng minh NATO đã ký kết vào kế hoạch khu vực tại Hội nghị Thượng đỉnh Vinius vào năm 2023, chấm dứt một kỷ nguyên dài, trong đó NATO thấy không cần thiết phải có các kế hoạch phòng thủ quy mô lớn khi các nước phương Tây tiến hành các cuộc chiến nhỏ hơn ở Afghanistan, Iraq và từng cảm thấy nước Nga thời hậu Xô Viết không phải là mối đe dọa hiện hữu. Trong phần thứ hai của cuộc tập trận Stefas Defender 2024, trọng tâm đặc biệt sẽ là việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO tới Ba Lan, quốc gia ở sườn phía đông của liên minh. Các địa điểm chính khác của cuộc tập trận sẽ là các quốc gia vùng Baltic được coi là có nguy cơ cao nhất trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Bên cạnh đó là Đức, trung tâm tiếp viện và các quốc gia ở rìa liên minh như Na Uy và Romania. NATO Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến sườn phía đông và vạch ra các kế hoạch sâu rộng nhất để bảo vệ khối khỏi mối đe dọa tấn công quân sự từ phía Nga. Tuy nhiên, điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO, song trong nhiều thập kỷ Nga cũng đã bày tỏ mối quan ngại về việc NATO mở rộng hoạt động về phía biên giới nước này. Tối ngày 14 tháng 1, Ukraine thông báo phòng không nước này đã bắn hạ một trong những máy bay cảnh báo sớm radar A-50 rất hiếm và rất có giá trị của lực lượng không quân Nga. Một máy bay chỉ huy Inzushin IL-22 của Moscow cũng bị hư hại trong cuộc tấn công. Có vẻ như Ukraine đã sử dụng tên lửa phòng không Patriot PAC-2 có tầm bắn 145 km hoặc S-300 hay Patriot PAC-3 tầm ngắn hơn để gây thiệt hại cho phía Nga. Việc Ukraina đã bán hạ chiếc máy bay A50 4 động cơ với radar gắn trên móc như thế nào vẫn chưa rõ, nhưng nhà phân tích Tom Cooper đã đặt ra một giả thuyết, đó là các đội radar và tên lửa của Ukraina đã dụ các lực lượng của Nga vào bẫy. Nếu giả thuyết của nhà phân tích copper là đúng thì Ukraine đã đặt bẫy này vào ngày 13 tháng 1, khi các chiến đấu cơ của không quân Ukraine có lẽ là các máy bay ném bom Sukhoi Su-24 tấn công các cơ sở của không quân Nga trên bán đảo Crimea. Theo ghi nhận của ông copper một số radar đã bị hỏng. Các cuộc tấn công hôm 13 tháng 1 Ukraine nhằm vào các tuyến phòng thủ của Nga ở Crimea đã làm giảm tầm phủ sóng radar trên mặt đất của Nga khiến các khẩu đội tên lửa trên bán đảo bị che mắt một phần, đặc biệt là ở phía Bắc, nơi địa hình có thể che khuất máy bay, UAV và tên lửa Ukraine đang lao tới. Theo Forbes, các chỉ huy Nga đã ra lệnh cho một trong số ít máy bay radar A-50U còn lại của họ, vốn thường bay xa về phía nam qua biển Azov, để bay xa hơn về phía Bắc nhằm mở rộng phạm vi phủ sóng radar trên hầu hết Crimea. Radar quay của A-50 có thể nhìn thấy các mục tiêu có kích thước bằng máy bay cách mục tiêu hơn 320 km. Máy bay chỉ huy trên không bốn cánh quạt. Insusin IL-22M cùng với 10 thành viên phi hành đoàn trên đó đã đi cùng với chiếc A-50. IL-22 là một phương tiện chuyển tiếp vô tuyến và phi hành đoàn của nó hỗ trợ phi hành đoàn của A-50. Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu radar dường như cho thấy đường bay cực bắc của A-50 qua Bekdiang do Nga kiểm soát cách tiền tuyến chỉ 120 km. Điều đó tức là nó nằm trong tầm bắn của tổ hợp tên lửa đất đối không Patriot duy nhất trong số 3 tổ hợp trong kho vũ khí mà lực lượng không quân Ukraine đã triển khai dọc mặt trận phía Nam. Cách bố trí này là để Ukraine nhắm vào A-50 và chiếc IL-22 đi cùng với nó mà không cho lực lượng Nga phát hiện quá nhiều dấu hiệu về cuộc tấn công, cũng như không phải hy sinh hệ thống Patriot quý giá của họ, ông Koper cho hay. Tất cả những gì Ukraine phải làm là bí mật triển khai hệ thống tên lửa đất đối không phù hợp để nhắm vào hai máy bay từ xa. Có lẽ đây là một trong các hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của họ hoặc là một trong các hệ thống PAC-2 hoặc PAC-3. Có một số bằng chứng cho thấy sự kết hợp của S-300 và Patriot, một máy bay ném bom Su-34 của không quân Nga, được cho là đã phát hiện ra hệ thống S-300 của Ukraine bật radar vài phút trước khi A-50 và IL-22 bị bắn trúng. Nhà phân tích Cooper phỏng đoán, có thể Patriot đã cung cấp năng lượng cho Zada trong vài giây, đủ lâu để thu được dữ liệu của mục tiêu, nhưng quá ngắn để Nga phát hiện và đánh giá đây là mối đe dọa. Ông Cooper nói, và sau đó Ukraine bắt đầu phóng tên lửa, một phút sau các tên lửa phát nổ, phá hủy A-50 và gây hại cho IL-22. Ông nói thêm, sau khi hoạt động khai hỏa kết thúc, các đội S-300 và pac 3 của Ukraine đã nhanh chóng ngừng phát và bắt đầu đóng gói các hệ thống để di chuyển. Vì vậy, họ tránh được bất kỳ đòn đáp trả nào của Nga. Về phía Nga, sau khi bị bắn hạ một chiếc A-50, Lực lượng không quân nước này có lẽ chỉ còn hai máy bay loại này và 6 chiếc A-50 khác được cho là cần nâng cấp và đại tu. Trừ khi lực lượng không quân Nga mạo hiểm với hai chiếc An-50 có thể bay được cuối cùng, nếu không thì Moscow phải chấp nhận việc không có khả năng cung cấp phạm vi phủ sóng radar trên toàn bộ Crimea. Nói cách khác, Nga phải chấp nhận rủi ro Ukraine tiếp tục hay đúng hơn là leo thang các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các lực lượng của nước này trên bán đảo Crimea. Nếu Nga có bất kỳ lợi thế nào thì có lẽ là việc không quân Ukraine chỉ có nguồn cung tên lửa PAC-2 hạn chế, cho tới khi Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine mà Tổng thống Biden đề xuất. Nếu không thì Kiev có thể phải bắt đầu phải xoay vòng tên lửa và có ít cơ hội hơn để đặt bẫy trong khi đó theo viện nghiên cứu chiến tranh isv có trụ sở tại washington quân đội nga cũng đang thử nghiệm các kiểu tên lửa tấn công khác nhau nhằm vượt qua hệ thống phòng không ukraine quân đội nga được cho là đang sử dụng các mồi nhử trên không và uav cảm tử xa hết để làm kiệt sức lực phòng không ukraine trước khi bệ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhắm vào nước này ISW cũng ghi nhận nga sử dụng các loại uav và tên lửa khác nhau trong những nỗ lực trên và dự đoán trong những hoàn cảnh nhất định, Nga có thể yêu cầu nguồn cung tên lửa đạn đạo lớn hơn từ nước ngoài bởi chúng có hiệu quả hơn khi nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Người phát ngôn công quân Ukraine Zuri Inat cho rằng các lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng tới chất lượng tên lửa của Nga. Việc giảm chất lượng của phương tiện này sẽ làm phức tạp thêm năng lực tiến hành của các cuộc không kích tên lửa quy mô lớn của Moscow. Dù được Nga mô tả là bất khả chiến bại, nhưng tên lửa siêu vượt âm Gian vẫn được cho là có hiệu quả không như kỳ vọng. Kể từ khi tên lửa Gian xuất hiện trên chiến trường Ukraine, các nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc dường như đã theo dõi sát sao hiệu quả của loại vũ khí này trước công nghệ phương Tây để cải tiến tên lửa dòng siêu vượt âm của chính mình. Tuy nhiên, theo thông tin từ phương Tây, Kinzan, được Nga mô tả là vũ khí siêu vượt âm bất khả chiến bại, đã bị hệ thống Patriot đánh chặn hoặc bắn trượt. Trên tạp chí khoa học và công nghệ công nghiệp quân sự, nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc Zinzie viết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những gì Mỹ và Ukraine nói về việc này là đúng. Theo chuyên gia Zin, tên lửa Kinzhan khó có khả năng gây tác động đáng kể trên chiến trường. Zin mô tả Kinzhan là phiên bản cải tiến của tên lửa. Iskander phóng từ mặt đất của Nga ra đời sau dự án ngắn hạn vội vàng để nhanh chóng đối phó áp lực mà phương Tây gây ra cho Moscow trong những năm trước chiến sự. Nhà phân tích cho biết thêm, được phát triển dựa trên bộ khung kỹ thuật của những năm 1980, tên lửa này có thể không có hiệu suất chiến trường đáng kinh ngạc. Khả năng cơ động của Kinzan không thể so sánh với khả năng của tên lửa siêu thanh thực thụ. Quỹ đạo di chuyển của Kinzan cũng khiến nó dễ bị các hệ thống phòng thủ như Patriot ngăn chặn. Một bài viết khác có tựa cuộc đối đầu giữa Danger và Patriot ở Ukraine được đăng hồi tháng 7 năm 2023 trên Military Arms. Tạp chí khoa học và quốc phòng nổi tiếng của Bắc Kinh cũng có đánh giá tương tự. Theo bài viết, Nga gọi Danger là tên lửa siêu vượt âm, nhưng giới phân tích từ các nước khác thường tin rằng cái gọi là tên lửa siêu vượt âm Danger thực tế là phiên bản phóng trên không của tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander. Những đánh giá trên phù hợp với nhận định của các chuyên gia phương Tây rằng Kinzhan không phải là tên lửa siêu thanh thực sự. Họ cho rằng Kinzhan dù có thể đạt vận tốc siêu thanh nhưng không thể di chuyển hiệu quả ở tốc độ ấy. Bài viết cho biết thêm tên lửa đang gờ rất nhiều tham vọng nhưng lại không đủ sức mạnh. Trong bài viết tháng 11 năm 2023, nhà phân tích Zin cũng cho rằng cách quân đội Nga dùng Kinzhan cũng có vấn đề. Theo Zin, Nga không còn dùng máy bay MiG-31 để phóng Kinzhan mà sử dụng phản lực Su-34 để khai hỏa an toàn từ bên ngoài phạm vi phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, nhà phân tích Jin cho rằng Su-34 quá chậm không thể khai hỏa Kinzhan ở tốc độ tối ưu. Su-34 vốn đã chậm hơn MiG-31, hiện giờ còn chậm hơn bảy sức nặng của Kinzhan. Bài viết của Jin cũng không đánh giá cao năng lực dẫn đường tên lửa của hệ thống vệ tinh Nga, cho rằng nước này không có đủ vệ tinh nên không đảm bảo được độ chính xác. Nhà phân tích viết, độ chính xác là không đạt yêu cầu. Cuối cùng, Jin chỉ ra vấn đề là Nga không đủ số lượng Kinzhan, theo nhà phân tích, lệnh trừng phạt của phương Tây đã ngăn Moscow có thể nhanh chóng sản xuất vũ khí. Nhà phân tích Zin cho hay, rào gầm không được sản xuất và trang bị với số lượng lớn, sau 1,5 năm sử dụng, trong kho có thể chỉ còn lại rất ít. Nó chỉ có thể được sử dụng để tấn công các vị trí chiến lược. Nhận định trên phù hợp với những phát hiện vào tháng 12 năm 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK dẫn thông tin từ tình báo Ukraine, ISVK cho biết Nga hiện chỉ sản xuất 4 tên lửa Kinzhan một tháng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh MOZ từng khẳng định tên lửa Kh-47M2 Kinzhan của Nga bị Ukraine bắn hạ dù loại vũ khí này được Moscow mô tả là bất khả chiến bại. Cũng theo báo cáo, nhiều quả Kh-47M2 Kinzhan dường như đã bắn chật mục tiêu chỉ định. Đánh giá của MOZ cho biết Nga có thể đã phóng một quả KH-47M2 Kinzhan vào mục tiêu ở miền trung Ukraine vào ngày 14 tháng 12, lần đầu tiên tên lửa này được triển khai kể từ tháng 8. Theo bài đăng trên Telegram của không quân Ukraine, Nga đã phóng 3 quả KH-47M2 Kinzhan nhằm vào ép và một sân bay chiến lược ở thành phố Taronkontantinov, phía tây Ukraine một quả bị hệ thống phòng không bắn hạ ở khu vực Kiev. Ukraine khẳng định nhưng không cho biết điều gì đã xảy ra với hai quả còn lại. Trước đó, MOZ cũng đã khẳng định trong báo cáo tháng 10 rằng mức độ hiệu quả của KH-47M2 Kinzhan đến nay vẫn còn kém. Nhiều chuyên gia khẳng định với Business Insider rằng dù những tên lửa đạn đạo như Kinzhan có thể bay siêu thanh với mức độ cơ động nhất định, chúng không có khả năng siêu thanh bền vững. Ngày 18 tháng 1, Nga cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công vùng Leningrad quê nhà của Tổng thống Vladimir Putin. Theo Newsweek, đây là lần đầu tiên Ukraine phóng máy bay không người lái vào khu vực Leningrad kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự sang láng giềng Kiev hồi cuối tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn rơi máy bay không người lái ở Leningrad. Tổng thống Putin sinh ra ở thành phố Leningrad, sau được đổi tên thành Petersburg vào năm 1991. Riêng khu vực xung quanh Petersburg hiện vẫn được giữ nguyên tên gọi Leningrad. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy một máy bay không người lái trên lãnh thổ khu vực Moscow và đánh chặn một chiếc trên lãnh thổ khu vực Leningrad. Thống đốc Petersburg Alexander Pelop cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công. Ông cho biết thêm, các cuộc điều tra đang được tiến hành. Một quan chức do Nga bổ nhiệm phụ trách quản lý khu vực Zaporizhia, ông Vladimir Rogov cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công bất thành vào một cảng dầu ở biển Baltic trong đêm. Ông Rogov nói, cơ sở hạ tầng của cảng không bị hư hại và không có ai bị thương. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ Leningrad là khu vực thứ 19 của Nga mà Ukraine nhắm đến trong cuộc chiến cho đến nay. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc của phía Nga. Cùng ngày, giới chức Nga cũng cho biết thành phố Belgorod gần biên giới Ukraine đã bị tấn công. Moscow tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ 10 tên lửa, nhưng mảnh vỡ khiến một người bị thương. Thời gian qua, các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Cho tới nay, phía Kiev hiếm khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Moscow. Các quan chức Nga cáo buộc Kiev âm mưu phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng lớn của Nga, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân. Các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga được đánh giá chỉ gây thiệt hại nhỏ. Điện Kremlin mô tả đó là những hành động tuyệt vọng của Ukraine nhằm chuyển hướng chú ý của dư luận về những thất bại họ trên chiến trường. Theo các quan chức Mỹ, các cuộc tấn công nhằm mục đích nâng cao nhuệ khí của người dân và quân đội Ukraine, đồng thời cho thấy Kiev có thể tấn công trở lại. Tổng thống Putin đã ban bố cảnh báo ở một số vùng phía tây nước Nga, trao thêm thẩm quyền cho giới chức địa phương nhằm đảm bảo an ninh và nhanh chóng ứng phó trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định khả năng quân đội Ukraine tấn công sang lãnh thổ Nga bằng đường bộ rất khó xảy ra. Nga đã nhiều lần khẳng định bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Moscow nói rằng sẽ không có các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO. Đáp lại, Washington nhiều lần khẳng định không khuyến khích cũng không hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Mỹ cho rằng Ukraine có quyền tự quyết định phương thức tác chiến, nhưng nhấn mạnh Washington phản đối tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngày 18 tháng 1, đề cập tới các thông tin cho rằng Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán ở Geneva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định đó chỉ là tin đồn. Ông Sergei Lavrov nói, tin đồn chỉ là tin đồn. Ông Lavrov cho biết, điều cần thiết là phải trao đổi với phương Tây về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như các điều kiện đi kèm. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, mọi người đều biết rằng không phải Ukraine quyết định thời điểm chấm dứt xung đột, và đàm phán nghiêm túc về các điều kiện thực tế để chấm dứt xung đột, mà vấn đề này phải trao đổi với phương Tây. Ông Lavrov nhắc lại rằng bất kỳ nền hòa bình bền vững nào tại Ukraine cũng đòi hỏi Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh Ukraine cũng nên từ bỏ hệ tư tưởng Đức Quốc xã. Theo nhà ngoại giao Nga, NATO không quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine khi tiếp tục phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga. Ông Lavrov cáo buộc các nước phương Tây đang thúc đẩy Kiev leo thang căng thẳng, thậm chí những người ủng hộ Ukraine ở Anh đang khuyên Kiev tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào bán đảo Crimea, khu vực Nga sắp nhập vào năm 2014. Ông cũng cảnh báo, nếu Ukraine chỉ trông cậy vào các ông chủ của mình, những nước mà Lavrov cho rằng chỉ theo đuổi lợi ích riêng của họ, Kiev sẽ không thể mong đợi việc đảm bảo lợi ích cho người dân Ukraine. Ngoại trưởng Nga lấy ví dụ về sự can thiệp của phương Tây vào Iraq, Libya và Afghanistan, vốn không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho các quốc gia này. Theo ông Lavrov, Nga nhận thấy không có lý do gì để tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ về việc ổn định chiến lược. Chừng nào Washington còn tiến hành một cuộc chiến phối hợp chống lại Moscow bằng cách hỗ trợ Ukraine. Ông Lavrov khẳng định Nga không bác bỏ việc tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng khả năng các cuộc đàm phán này diễn ra còn phụ thuộc vào liệu phương Tây có từ bỏ đường lối tiêu cực nhằm làm suy yếu an ninh và lợi ích của Nga hay không. Gần đây đã xuất hiện những tin đồn cho rằng các đồng minh, đối tác phương Tây đang hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev không có đột phá nào trong khi Mỹ và đồng minh có dấu hiệu hụt hơi với kế hoạch viện trợ kéo dài cho Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sắp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022 và bán đảo Crimea sắp nhập năm 2014 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Nga cũng kêu gọi Ukraine không gia nhập NATO, trong khi ép đang thúc đẩy việc trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea. Ngoài ra, Ukraine muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình, gồm 10 điểm do Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Sau khi Ukraine tuyên bố bắn rơi mục tiêu rất có giá trị của Nga, máy bay cảnh báo sớm A-50, giới chuyên gia đã chỉ ra chiến thuật mạo hiểm của Moscow có thể đã giúp Kiev thực hiện điều này. Theo các nhà quan sát, Nga có thể đã chuẩn bị cho việc đối phó trước F-16 do Mỹ sản xuất sắp được chuyển giao cho Ukraine khi Moscow mất đi hai máy bay quan trọng. Giới quan sát đánh giá Nga dường như đã có nước đi mạo hiểm với tính toán này và giúp Ukraine tận dụng thời cơ để gây thiệt hại cho đối phương. Đầu tuần, Ukraine tuyên bố phá hủy một máy bay cảnh báo sớm A-50 và một máy bay kiểm soát trên không IL-22 của Nga trên biển Azov. Nga vẫn chưa lên tiếng về vụ việc, nhưng nếu đây là sự thật thì việc mất đi hai chiếc máy bay tương đối hiếm sẽ được xem là tổn thất không nhỏ đối với Moscow. F a năm 50 là máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, được Nga sử dụng để phát hiện lực lượng phòng không đối phương và giúp phối hợp các cuộc tấn công của các máy bay Moscow khác. Mỗi chiếc có giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chưa rõ Ukraine đã dùng vũ khí nào tấn công hai máy bay Nga, nhưng nguồn tin Cooper dẫn nguồn tin nói rằng chiếc A-50 và IL-22 dường như đã bay qua khu vực Bekdiang mà Nga đang kiểm soát, cách 120 km so với tiền tuyến, khiến hai máy bay này đều nằm trong tầm đánh chặn của hệ thống phòng không đất đối không Patriot Park 2 hoặc Park 3 do bị sản xuất. Theo chuyên gia Frederick Merten từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hakiu Hà Lan, trong những tháng qua, có những dấu hiệu cho thấy Nga đã kết hợp A-50 cùng với hệ thống S-400 và S-500 cùng với tên lửa tầm xa. Ông nhận định, theo tôi, việc Nga triển khai A-50 là sự chuẩn bị có chủ ý của Nga cho sự xuất hiện của f 16 sắp tới. Chuyên gia khẳng định, Nga dường như đang cố gắng tạo lợi thế tại cuộc chiến cho bầu trời bằng cách để lực lượng không quân Ukraine lùi xa nhất có thể đồng thời gây ra sự tiêu hao nhiều nhất có thể trước sự xuất hiện của máy bay chiến đấu s 16 Tháng 10 năm 2023, Nga từng tuyên bố bắn rơi 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa xác nhận về con số này. Theo chuyên gia quân sự Yuri Knutov, Nga có thể đã sử dụng hệ thống phòng không tầm xa S-400 phối hợp với máy bay A-50 để phá hủy máy bay Ukraine. Ông nói, nhờ khả năng bay cao, A-50 có thể phát hiện các máy bay của đối phương cất cánh từ các sân bay quân sự bí mật hoặc các sân bay đã đóng cửa của Ukraine, thậm chí từ các đoạn đường cao tốc. Sau đó tên lửa đánh chặn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, định vị và cuối cùng là phá hủy mục tiêu. Tầm bắn của hệ thống này rất lớn có thể lên tới 400 km hoặc thậm chí xa hơn. Trong khi đó, chuyên gia vũ khí và quân sự David Hambling nhận định, Tôi cho rằng người Nga đang chấp nhận rủi ro để cải thiện cơ hội đánh trúng F-16 khi các phi cơ này được giao cho Ukraine. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây trong vài tháng tới mang lại cho lực lượng không quân cái ép loại máy bay có hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn và radar tốt hơn. Với các máy bay phản lực này, Ukraine sẽ có thể hoạt động từ khoảng cách xa hơn, phá hủy các hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và buộc phi cơ Nga phải bay xa hơn tiền tuyến so với hiện tại. Mặc dù không phải là viên đại bạc, nhưng F16 được kỳ vọng sẽ khiến các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trở nên khó thực hiện hơn, gây nguy hiểm cho vũ khí của Nga, làm giảm ưu thế trên không của Moscow. trong cuộc chiến ở ukraine nga đã triển khai tên lửa dẫn đường để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của ukraine nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng cần thiết trong mùa đông mặc dù chiến dịch này đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho ukraine và gây tổn thất đáng kể nhưng không tạo ra sự tranh lệch đáng kể trên tình hình chiến trường những ngày gần đây nga tiếp tục phát động chiến dịch tương tự vào mùa đông này với một số trận tập kích có quy mô lớn chưa từng có tuy nhiên moscow đã áp dụng một chiến lược mới mà các chuyên gia cho rằng có thể gây ra vấn đề lớn hơn nhiều cho những nỗ lực đáp trả của ukraine Nga đã nhắm mục tiêu vào huyết mạch công nghiệp vũ khí của Ukraine và tuyến hậu cần được Kiev sử dụng để đưa các vũ khí này ra tiền tuyến. Trong bối cảnh năng lực tự sản xuất vũ khí của Ukraine trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì viện trợ quân sự của phương Tây bị suy giảm. Chuyên gia về công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo ở Na Naui, ông Fabian Hoffman, tỏ ra vô cùng quan ngại với chiến lược mới của Nga. Theo ông Hoffman, vào mùa đông năm ngoái, Nga đã lãng phí tên lửa khi nhắm mục tiêu vào các mục tiêu dân sự. Ông Hoffman nhận định, bởi vì hãy nghĩ xem chúng sẽ hiệu quả hơn như thế nào nếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến hoặc tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hậu cần. Theo chuyên gia Hoffman, chiến lược của Nga trước đây không thực sự hiệu quả. Ông nhận định, từ góc độ quân sự, việc nhắm mục tiêu và hạ tầng năng lượng hoàn toàn không hiệu quả vì chỉ có thể làm suy yếu tinh thần của đối thủ. Tuy nhiên, tinh thần của người dân Ukraine dường như vẫn giữ vững và không có dấu hiệu suy giảm. Ông Hoffman cho rằng, do đó, mặc dù chiến lược này mang lại tổn thất lớn cho cư dân ở các thành phố của Ukraine, nhưng hoàn toàn không có tác dụng đối với Nga và không tạo ra ảnh hưởng nào ở tiền tuyến. Trong lần tấn công này, mặc dù vẫn tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng Nga đã thay đổi chiến lược và mục tiêu tấn công. Moscow đã chuyển hướng sự chú ý đến các trang thiết bị của Ukraine, bao gồm cả các nhà máy sản xuất vũ khí hoặc các bộ vũ khí đang trên đường vận chuyển ra tiền tuyến. Chiến lược này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine khi Kiev đang gia tăng sản xuất vũ khí và đạn dược, đặc biệt là trong bối cảnh các đồng minh chậm chế viện trợ quân sự. Đại diện cơ quan tình báo quân sự Ukraine Vadim Skibitsky cho biết, Nga hiện chủ yếu nhắm mục tiêu và tổ hợp quân sự quốc phòng của Ukraine, trong khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng năng lượng. Nga cũng đã thừa nhận chiến lược này thông qua tuyên bố gần đây, xác nhận việc nhắm mục tiêu và tấn công các cơ sở sản xuất đạn dược và máy bay không người lái ở Ukraine. Đây là hai trong số những loại vũ khí có hiệu suất cao nhất của Ukraine trong việc đối phó với lực lượng Nga. Trong hai tháng gần đây, các báo cáo đã chỉ ra rằng Nga đã chọn mục tiêu và trong một số trường hợp, Nga đã tuyên bố phá hủy một số cơ sở quan trọng như nhà máy tên lửa, kho đạn dược, thiết bị quân sự, nhà máy sản xuất máy bay không người lái và cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự của Ukraine. Chuyên gia tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Timothy Wright cho biết, Ukraine có một nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước mà Nga muốn làm suy yếu nhiều nhất nếu có thể. Theo ông Wright, Nga nhận ra rằng đã đến lúc phải thay đổi mục tiêu tấn công thay vì cho phép Ukraine bắt đầu tự mình phát triển ngày càng nhiều vũ khí, đạn dược ông khẳng định nga có thể đang tính toán rằng sẽ đến lúc trang thiết bị của phương tây không được chuyển giao cho ukraine và kiev cũng không thể tự bảo trì thiết bị hoặc tự chế tạo thiết bị mới tuy nhiên chuyên gia greik cũng cho biết thuận lợi của ukraine là phần lớn vũ khí của nước này được sửa chữa ở nước ngoài như ba lan ngoài ra ngành công nghiệp vũ khí nội địa của ukraine trải rộng trên nhiều khu vực khiến việc làm suy yếu chúng trở nên khó khăn hơn ông greik nói việc có thể xác định những địa điểm sau đó tấn công những địa điểm nhỏ này thực sự rất khó khăn Chiến dịch quân sự tại Ukraine cho thấy Nga dường như thiếu khả năng theo dõi và tấn công các mục tiêu vì tên lửa thường đi chật mục tiêu dự tính. Tuy nhiên, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa và Ukraine cho biết họ cần nhiều hệ thống phòng không hơn. Chuyên gia Hoffman nói rằng ông thực sự lo ngại liệu Nga có thể tiến hành một chiến dịch tập trung và được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm vào các cơ sở sản xuất quốc phòng của Ukraine hay không. Ông Hoffman cảnh báo chiến dịch của Nga có thể trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với Ukraine. trong bối cảnh nguồn viện trợ của Mỹ bị đình trệ do căng thẳng chính trị nội bộ, Washington dường như đang dựa vào các cường quốc châu Âu để bù đắp sự thiếu hụt này. Mới đây, Pháp và Đức cam kết sẽ tiếp tục viện trợ Ukraine trong năm 2024. Theo đài Sputnik của Nga, sau nỗ lực phản công thất bại của Kiev năm 2023, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã cam kết ngừng vận chuyển vũ khí tới quốc gia này. Vậy Mỹ đang cố gắng thế nào để giữ một số nền kinh tế lớn nhất Tây Âu tham gia nỗ lực này? Theo đó, ngày 14 tháng 1 tuần Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejone và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tuyên bố hai quốc gia này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi còn thấy cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, quan chức ngoại giao Pháp và Đức cùng khẳng định, chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi phải hỗ trợ người Ukraine khi còn cần. Cựu Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế tại Tổ chức Nghiên cứu Bao Group, nhà phân tích Adrian Casonta lập luận, Đức là quốc gia rất thú vị, người Mỹ có ảnh hưởng rất lớn ở Đức sau Thế chiến thứ hai để đáp ứng các cam kết đối với quyền bá chủ phương Tây, Mỹ và Đức phải thực hiện hoặc thể hiện nỗ lực hơn nữa trong bất kỳ điều gì mà các nước châu Âu đang thực hiện. Vì vậy, chẳng hạn, nếu Mỹ phản đối các cáo buộc chống lại Israel do Nam Phi đưa ra, thì Đức phải là quốc gia đầu tiên phản đối sau Mỹ. Nếu Washington nói rằng Nga là đối thủ của họ, thì Đức phải là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có đánh tiếng chống tương tự và duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine. Theo ông Kasota, Đức được hưởng lợi lớn từ làn sóng người di cư Ukraine do xung đột gây ra đồng thời gọi nước này là nền kinh tế di cư. Sức mạnh kinh tế của Đức ngày nay đặc biệt phụ thuộc vào lao động giá rẻ từ nhiều quốc gia trên châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang có tác động ngược làm tăng chi phí năng lượng. Nhà phân tích các vấn đề Nga, Jean-Bert Doctorow cũng chỉ ra rằng việc mất nguồn khí đốt của Nga đã có tác động rất tài hại đến khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Đức và đầu tư vào sản xuất mới. Chuyên gia quan hệ quốc tế này lưu ý Pháp có mối quan hệ với Mỹ khác với Đức và nước này cũng có lý do riêng để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông giải thích, các quốc gia này đều viện trợ rất lớn cho Ukraine nhằm đảm bảo Nga sẽ không giành chiến thắng, điều sẽ trở thành khủng hoảng lớn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và toàn bộ khái niệm an ninh châu Âu hiện có mà các nước này đang chia sẻ. Cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra cam kết sâu sắc trong cuộc xung đột ở Donbass. Họ coi đây là cuộc chiến sinh tồn cho châu Âu và họ sẽ gặp khó khăn khi đột ngột rút nguồn viện trợ cho Ukraine. Theo ông Kasunta, Mỹ cũng đã đạt được một mục tiêu quan trọng trong cuộc xung đột này. Washington đã mở rộng việc bán vũ khí bằng cách gây áp lực buộc các lực lượng vũ trang ở cả hai bờ Đại Tây Dương phải nâng cấp kho vũ khí của họ. Dù mục tiêu giáng một đòn mạnh vào Nga rõ ràng đã thất bại, nhưng ông Casota cho rằng các chính phủ phương Tây sẽ không thừa nhận thất bại của họ. Về phần mình, ngày 15 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố nếu phương Tây muốn đàm phán về xung đột Ukraine thì nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Bà Maria Zakharova nhấn mạnh, nếu nói về mong muốn của một số quốc gia muốn tìm lối thoát khỏi ngõ cụt mà họ đã bị Washington lôi kéo, thì đây là một vấn đề. Trong trường hợp này, họ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga và ngừng đưa ra các tuyên bố chống Nga. Theo người phát ngôn, nếu những nỗ lực này hướng đến việc lôi kéo Nga vào một quá trình nào đó theo cách của phương Tây nhằm tác động đến cách tiếp cận có nguyên tắc của Nga, thì Moscow sẽ không rơi vào cái bẫy này. Hãng tin AFP đưa tin, hôm 18 tháng 1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, phía Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho Pakistan và Iran sau vụ tấn công khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Bà Mao Ninh nói, phía Trung Quốc hy vọng hai bên có thể bình tĩnh, kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. Phát ngôn viên Mao nói thêm, chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giảm leo thang tình hình nếu cả hai bên mong muốn. Cả hai nước đều là những đối tác thân thiết của Bắc Kinh và là thành viên của tổ chức hợp tác thượng hải SCO. Theo hãng tin Reuters, khu vực xung đột Balochistan là một địa điểm quan trọng trong hành lang kinh tế Trung Quốc Pakistan CBSE trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của Bắc Kinh. Đây cũng là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày 18 tháng 1, quân đội Pakistan đã không kích nhằm vào các nhóm chiến binh ở Iran nhằm trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái drone ở tỉnh biên giới Balochistan Pakistan. Phía Iran cũng đưa tin về một số vụ nổ ở tỉnh Sistan, Balochistan gần biên giới với Pakistan trong đêm 17 tháng 1. Ngay sau đó, Tehran cho biết họ đã triệu tập đại biện lâm thời Pakistan để đưa ra lời giải thích về vụ tấn công trên. Phía Pakistan cũng triệu tập đại sứ nước này ở Iran về nước. Quan chức an ninh hàng đầu Pakistan nói rằng quân đội nước này đã chuyển sang trạng thái báo động cực cao, cảnh báo mọi hành động phiêu lưu sai lầm từ Iran sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. Iran và Pakistan thường xuyên cáo buộc nhau cho phép phiến quân ẩn náu để phát động các cuộc tấn công vào nước láng giềng, nhưng quân đội hai nước hiếm khi trực tiếp tham gia. Hôm 18 tháng 1, bộ ngoại giao pakistan khẳng định hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của iran nhấn mạnh cuộc không kích nhằm phục vụ lợi ích quốc gia và an ninh của islamabad học lên cao hoặc tham gia các công việc tự do đã trở thành một trong những xu hướng của người trẻ trung quốc đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh việc làm trở nên khó khăn với con số kỷ lục 11,79 triệu sinh viên dự kiến tốt nghiệp từ các trường đại học Trung Quốc trong năm nay. Vấn đề tuyển dụng cho lực lượng trẻ này trở thành một mối lo ngại lớn, đặc biệt là khi quốc gia đang phục hồi từ đại dịch chậm chạp và thị trường lao động vẫn đang gặp khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ ở Trung Quốc đã đạt mức cao bất ngờ trong nửa đầu năm 2023. Theo thống kê chính thức, hơn 1 phần 5 số người trong độ tuổi từ 16 tới 24 ở nước này được cho là thất nghiệp từ tháng 4 đến tháng 6. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định điều chỉnh và không công bố tỷ lệ thất nghiệp từ tháng 7 tới tháng 11 của năm ngoái. Tính tới ngày 17 tháng 1 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên đã được chính quyền công bố lại trong tháng 12 năm 2023 là 14,9%. Con số này không bao gồm những người đang trong quá trình học tập. Hầu hết các trường đại học ở Trung Quốc đều cho rằng năm 2023 có vẻ khởi sắc hơn so với năm 2022, mặc dù quốc gia này vẫn áp dụng những biện pháp zero covid nghiêm ngặt. Tuy nhiên, quá trình phục hồi diễn ra chậm chạp và đa số các trường đại học gặp khó khăn với việc sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm. Tỷ lệ này giảm đáng kể so với mức trước đại dịch năm 2019. Trong bối cảnh thị trường việc làm khan hiếm và sự cạnh tranh cao, ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp quyết định chỉ khoản kế hoạch tìm việc để theo đuổi những chương trình giáo dục sau đại học hoặc chứng chỉ bổ sung nhằm nâng cao trình độ học vấn của mình. Đặc biệt, tại các đại học hàng đầu, có tới 70% sinh viên tốt nghiệp lựa chọn con đường này vào năm 2023. Xu hướng này cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp ở một số trường đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất từ trước cho tới nay. Các trường này bao gồm Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Thanh Hoa và New York Thượng Hải. Theo báo cáo mới nhất, chỉ có khoảng 18% sinh viên đại học tại Đại học Phúc Đán đã tìm được việc làm. Ở Đại học Thanh Hoa, con số này giảm xuống khoảng 15%. Để làm cho các con số trở nên tích cực hơn, từ năm 2023, phần lớn các trường đại học ở Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng thuật ngữ mới tỷ lệ có việc làm, bao gồm cả những người đã tìm được việc làm và những người tiếp tục học nâng cao, thay vì cụm từ tỷ lệ việc làm chỉ tính những sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm chính thức. Trong báo cáo của nhiều trường đại học ở Trung Quốc, xuất hiện xu hướng ngày càng tăng của sinh viên tốt nghiệp không bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động chính thức và những sinh viên này cũng cần được xem xét là có việc làm. Theo đó, lĩnh vực công việc truyền thống không còn là ưu tiên của sinh viên tốt nghiệp nữa. Thay vào đó, họ ngày càng lựa chọn những công việc bán thời gian có tính linh hoạt hoặc thậm chí là khởi nghiệp. Theo thống kê, hơn 4% sinh viên thuộc khóa 2023 của Đại học Cát Lâm, một trong những trường đại học hàng đầu ở Đông Bắc của Trung Quốc, đã chọn làm việc tự do hoặc bắt đầu kinh doanh riêng sau khi tốt nghiệp. Con số này tăng đáng kể so với mức dưới 0,5% vào năm 2019. Tại miền Trung của Trung Quốc, Đại học Hồ Bắc xếp thứ 134 đã ghi nhận việc 21,5% cử nhân của họ chọn trở thành người lao động tự do hoặc làm công việc không ký hợp đồng lao động trong năm ngoái, con số này tăng lên so với mức 17% vào năm 2019. Trong bối cảnh kinh tế gig, công việc bán thời gian và ngắn hạn và nền kinh tế số của Trung Quốc ngày càng phát triển, những người trẻ đang thấy có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trong các lĩnh vực linh hoạt thay vì hoạt động công việc văn phòng truyền thống. Các lĩnh vực như giao đồ ăn, phát sóng trực tiếp live stream và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho họ. Chủ tịch điều hành Hiệp hội Cải cách tỉnh Quảng Đông, ông Peng Peng cảnh báo, ngoài việc tình hình kinh tế chưa thực sự khởi sắc, việc lĩnh vực thương mại điện tử phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc ảnh hưởng lên nền kinh tế thực, sự xuất hiện của công nghệ AI có thể khiến các công ty cắt giảm nhân công, sự thiếu hụt đầu tư tư nhân đáng kể, tất cả những yếu tố này đều không có lợi cho việc tạo thêm việc làm. Các nghị sĩ Mỹ gần đây đang đòi hỏi Bộ Quốc phòng giải đáp về lý do họ đã bỏ qua các dấu vết về việc một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo quân sự nhạy cảm sang Trung Quốc. Bức thư này do Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Thương mại ông Cathy Mark Morris Rogues và Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc Mike Glaher cùng ký. Ngoài ra, các chủ tịch của các tiểu ban về truyền thông và công nghệ, giám sát và điều tra cũng như đổi mới, dữ liệu và thương mại cũng đã đưa ra ký tên. Bức thư cũng nêu câu hỏi đối với Quỹ Khoa học Quốc gia NSF và Đại học California Los Angeles UCLA. Tại sao họ không chú ý đến các dấu hiệu liên quan đến Trung Quốc của nhà nghiên cứu khoa học? Song Chunju, sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Song Chunju đã chuyển đến Mỹ và hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard vào năm 1996. Ông đã giảng dạy tại nhiều trường đại học khác nhau trước khi gia nhập UCLA vào năm 2002 với tư cách là giáo sư thống kê và điện toán, đồng thời giữ chức vụ trưởng khoa khoa máy tính và quản lý phòng thí nghiệm AI. Trong phòng thí nghiệm của mình, ông đã đào tạo ra một thế hệ sinh viên từ Trung Quốc một cách hiệu quả. Theo thông tin từ tạp chí Newsweek, Song Chun Du đã nhận hơn 30 triệu đô la Mỹ tài trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ DOD để thực hiện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tiên tiến có liên quan đến quân sự. Tuy nhiên, năm 2020, ông trở lại Bắc Kinh và gia nhập trường đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa. Đồng thời, ông thành lập Bigai, một trong những viện nghiên cứu AI hàng đầu quốc gia. Ông cũng đứng đầu một viện nghiên cứu AI mới được nhà nước tài trợ tại Vũ Hán, gần quê hương Ngạc Châu của mình. Các bức thư này phản ánh sự lo ngại gia tăng từ các nhà lập pháp, cộng đồng tình báo và các chuyên gia nghiên cứu khoa học Mỹ về việc để lọt các công nghệ nhạy cảm vào tay Trung Quốc, một quốc gia đang cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực khoa học và quân sự. Hiện nay, các nhà lập pháp đang yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp tài liệu đầy đủ, Liên quan đến tất cả các khoản tài trợ mà DOD đã cấp, bao gồm bản giao của tất cả thông tin liên lạc nội bộ liên quan đến công việc của nhà nghiên cứu Song chun cũng như bản phân tích chi tiết về nghiên cứu được thực hiện bằng nguồn tài trợ của DOD. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng được yêu cầu cung cấp một danh sách tất cả những người nhận tài trợ nghiên cứu của DOD hiện đang sống ở Trung Quốc. Đây là những nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ quan trọng sang các quốc gia đối địch thư từ, từ các nhà lập pháp mỹ cũng lưu ý rằng song chunju là thành viên của kế hoạch tài năng thuộc sự tài trợ của nhà nước trung quốc hầu hết trong số này được chính nhà nước trung quốc tài trợ trực tiếp với mục tiêu chuyển giao các công nghệ đột phá ý tưởng và kiến thức giai đoạn đầu cho trung quốc trung quốc có hàng trăm kế hoạch tài năng nhằm mục đích khai thác những tài năng hàng đầu ở mỹ và trên toàn thế giới mặc dù không trực tiếp trả lời câu hỏi về kế hoạch nhân tài người phát ngôn của đại sứ quán trung quốc tại washington dc liu penju đã phủ nhận những cáo buộc về việc trung quốc ăn cắp công nghệ của mỹ là vô căn cứ ông liu nói trong bình luận gửi qua email rằng thành tựu khoa học và công nghệ của trung quốc được tạo ra nhờ sự chăm chỉ và trí tuệ của người dân trung quốc chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề khoa học công nghệ cũng như ngăn chặn sự phát triển của các quốc gia khác là hành động bá quyền và bắt nạt trắng trợn. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này. Ngày 18 tháng 1, Văn phòng Thủ tướng Singapore PMO thông báo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore, ông S. Iskwaran đã từ chức sau khi bị buộc tội tham nhũng, xác nhận một vụ án tham nhũng hiếm gặp đối với một quốc gia vốn tự hào về một chính phủ trong sạch. Cục Điều tra Tham nhũng Singapore, CPIP cho biết, ông Iswaran bị bắt tháng 7 năm ngoái và được tại ngoại sau đó. Ông đã nhận được số tiền hơn 384.000 đô la Singapore, tương đương 286.181 đô la Mỹ từ ông trùm bất động sản, ông Beng Sang, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của ông ông. Tỷ phú ông cũng trao cho Iskwaran nhiều lợi ích khác như vé xem bóng đá, nhạc kịch, sử dụng máy bay riêng của doanh nhân này và vé xem giải đua xe công thức 1 Singapore. Theo CPIP, hành vi sai phạm bắt đầu diễn ra từ năm 2015, Cơ quan này cho hay ông Iskwaran phải đối mặt hai bể cáo buộc, trong đó có tham nhũng và cản trở công lý. Nếu bị kết tội tham nhũng, ông có thể bị phạt tới 100.000 đô la Singapore, tương đương 74.000 đô la Mỹ hoặc đối mặt mức án 7 năm tù. Xuất hiện tại phiên tòa ngày 18 tháng 1, ông Iskwaran tuyên bố không nhận tội. Văn phòng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sau đó công bố đơn từ chức đề ngày 16 tháng 1 của ông Iskwaran, trong đó ông bác bỏ các cáo buộc và nói sẽ tập trung chứng minh bản thân trong sạch. Ông cũng cam kết trả lại một phần tiền lương và phụ cấp mà ông nhận được kể từ khi bị bắt. Hiện văn phòng của ông chủ bất động sản ông chưa đưa ra bình luận. Doanh nhân này bị bắt cùng ngày với ông Iskwaran trong cuộc điều tra tham nhũng nhưng không bị buộc tội. Ông Iskwaran, 61 tuổi, gia nhập nội các của Thủ tướng Lý Hiển Long năm 2006 và trở thành Bộ trưởng Giao thông tháng 5 năm 2021. Ông Iskwaran trở thành quan chức cấp cao nhất ở Singapore bị cáo buộc tham nhũng và là Bộ trưởng đầu tiên mất chức vì bị nghi liên quan đến hành vi này. Sự việc đã gây chấn động ở Singapore, Trung tâm tài chính lớn của châu Á và được xem là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Singapore từ lâu đã nổi tiếng về một nền quản trị trong sạch và đứng thứ năm thế giới về chỉ số nhận thức tham nhũng hàng năm của tổ chức Minh bạch quốc tế. Điều tra tham nhũng liên quan đến các bộ trưởng rất hiếm xảy ra ở Singapore. Các quan chức tại đảo quốc này được trả lương hậu hĩnh để ngăn chặn nạn tham nhũng. Theo chính phủ, mức lương trung bình hàng năm của các bộ trưởng là khoảng 1,1 triệu đô la Singapore. Vụ điều tra tham nhũng gần đây nhất liên quan đến một bộ trưởng Singapore là vào năm 1986. Theo nghiên cứu mới của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, USGS, phần lớn lãnh thổ nước này sẽ trải qua nhiều trận động đất mạnh và chịu thiệt hại nặng nề. Theo đó, các nhà khoa học tại USGS đã quan sát mô hình mô phỏng nguy cơ điện chấn quốc gia và nhận thấy khả năng cao 75% diện tích nông Mỹ sẽ hứng chịu động đất nguy hiểm trong vòng 100 năm tới. Mô hình cho ra kết quả dựa trên dữ liệu lịch sử và các nghiên cứu điện chấn của nước Mỹ được cập nhật lần cuối cùng vào năm 2018. Trong đó, bang California đối mặt nguy cơ dùng lắc nghiêm trọng Nơi này nằm trên hệ thống đứt gãy San Andreas, danh giới mảng kiến tạo liên tục chuyển dạng và chuyển động, gây ra khoảng 10.000 trận động đất ở phía nam khu vực mỗi năm. Nghiên cứu cho biết những thay đổi đáng chú ý xảy ra dọc theo hành lang ven biển Đại Tây Dương. Theo đó, động đất sẽ gây thiệt hại lớn cho các thành phố như Washington DC, New York, Boston, Philadelphia và bang Alaska. Bang Hawaii cũng đối diện nguy cơ rung chuyển cao do hoạt động núi lửa trỗi dậy mạnh mẽ. Nhà địa vật lý học và tác giả chính của nghiên cứu, ông Mark Peterson cho biết, khi kiểm tra các trận động đất và hậu quả chúng gây ra ở Mỹ và quốc tế, họ đã phát hiện mô hình mới có thể dự đoán các đợt động đất phức tạp và xem xét tác động cũng như dung chuyển mặt đất ở phạm vi rộng hơn. Ông Peterson nói thêm, mục đích chính của bản đồ là đánh dấu các khu vực có nguy cơ xảy ra động đất, chuẩn bị sự an toàn cho hàng triệu người khắp nước Mỹ. Trong 200 năm qua, hơn 37 bang có bị chứng kiến vô số trận động đất mạnh nằm độ. Một số nơi như bang California đã xây những tòa nhà chống động đất tuy nhiên nhiều công trình cũ vẫn có thể bị đổ sập nếu dung chấn mạnh xảy ra chuyên gia peterson khẳng định dự báo động đất luôn là ưu tiên hàng đầu trong nhiều thập kỷ qua của cộng đồng khoa học động đất mặc dù đây là công việc không hề dễ dàng giới khoa học đang nỗ lực phát triển các mô hình dự báo với độ chính xác cao ông giải thích hiện tại chúng tôi đang tập trung vào dự báo động đất giống như dự báo chúng tôi công bố hôm nay mô hình này phụ thuộc vào dữ liệu về động đất trong lịch sử nghiên cứu địa chấn và dung chuyển mặt đất những mô hình này không dự đoán động đất xảy ra cụ thể ở đâu, mà dự báo nơi có khả năng cao xảy ra động đất. Dự đoán động đất cho phép các nhà khoa học có thể đánh giá tốt hơn khả năng xảy ra động đất trong tương lai và cường độ dương chuyển của chúng, đồng thời giúp nước Mỹ huy động nguồn lực cần thiết nhằm chuẩn bị tốt nhất trước khi thảm họa tự nhiên này xảy ra. Ngày 17 tháng 1, truyền thông đưa tin hơn 250 tỷ phú và triệu phú trên thế giới đã gửi thư ngỏ cho các lãnh đạo chính trị đang tham dự diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, kêu gọi đánh thuế tài sản để có tiền cải thiện dịch vụ công trên toàn thế giới. Theo đó, những người siêu giàu đã gửi một bức thư mang tên "Proud to Pay", có nghĩa là tự hào khi được chi trả tới lãnh đạo các nước đang tập trung tại Davos tuần này là thư viết yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản chúng tôi yêu cầu các vị đánh thuế chúng tôi những người giàu nhất trong xã hội việc này về cơ bản sẽ không làm thay đổi mức sống của chúng ta cũng không tước đoạt thứ gì của con cháu chúng ta cũng như không gây tổn hại tới tăng trưởng kinh tế của quốc gia chúng ta song việc này sẽ biến của cải tư nhân quá nhiều và kém hiệu quả thành một khoản đầu tư cho tương lai chung của nền dân chủ chúng ta những người ký và thương ngỏ nói trên đến từ 17 quốc gia, bao gồm Abimeo Disney và Valerie Rockefeller, thành viên của các gia tộc kinh doanh giàu có bậc nhất của nước Mỹ cũng như thế giới. Bức thư có đoạn. Chúng tôi cũng là những người được hưởng nhiều nhất từ hiện trạng ngày nay. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng đã đạt đến điểm tới hạn và tác động mà tình trạng này gây ra cho sự ổn định kinh tế, xã hội và sinh thái của chúng ta là rất nghiêm trọng, cũng như đang gia tăng từng ngày. Nói tóm lại, chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Theo The Guardian, một cuộc thăm dò mới về giới siêu giàu cho thấy 74% ủng hộ việc tăng thuế tài sản để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải thiện dịch vụ công. Trong sự kiện có Tổng thống Jun Sức Sơn tham dự, một nghị sĩ đối lập đã bị đặc vụ khống chế khiêng ra ngoài vì người này đã hô to, gây gián đoạn sự kiện. Theo đó, ngày 18 tháng 1, Tổng thống Jun Suk-yeol đã tham gia buổi lễ trao quyền tự quản đặc biệt cho tỉnh Bắc Jeolla tại trung tâm nghệ thuật Suri, thành phố Jeollon, cách Seoul khoảng 190 km về phía nam. Trong sự kiện này, nghị sĩ Kang Sung-hee từ đảng đối lập Jinbo cũng có mặt và đã bắt tay ông Jun khi lãnh đạo Hàn Quốc bước vào khán phòng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội sau đó cho thấy ông Kang đang dẫy rụa và hô to, trong khi một số đặc vụ an ninh đang phụ trách bảo vệ Tổng thống đã đưa ông ra khỏi sự kiện. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Kang cho biết đặc vụ đã khống chế khiêng tôi ra ngoài. Bên cạnh đó, ông cho rằng ông chỉ đang đề nghị ông Jun thay đổi nguyên tắc về các vấn đề trong nước để người dân hài lòng. Theo một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kang đã lớn tiếng và quyết không bỏ tay khỏi ông Jun, đồng thời cho rằng hành động này vượt quá giới hạn. Quan chức này cho biết, đặc vụ đã cảnh báo để ông Kang buông tay, nhưng ngay khi Tổng thống đi qua, ông ấy tiếp tục hét lớn, ảnh hưởng sự kiện. Bản chất tình huống có thể được coi là tiềm ẩn nguy cơ an ninh, đó là lý do nghị sĩ càng bị cưỡng chế rời phòng. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, CMSA cho biết tàu Thiên Châu 7 rời bãi phóng vũ trụ Văn Sương ở tỉnh Hải Nam lúc 22 giờ 27 phút ngày 17 tháng 1 theo giờ địa phương và cập bến trạm Thiên Cung lúc 1 giờ 27 phút sáng ngày 18 tháng 1. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tàu Thiên Châu 7 chở theo 7,6 tấn hàng tiếp tế, gồm qua Tết, nhu yếu phẩm cùng các thiết bị công nghệ cần thiết cho việc duy trì hoạt động nghiên cứu và vận hành của trạm vũ trụ. Trong đó có 90 kg trái cây, một số loại thực phẩm và đồ dùng đặc biệt giúp các phi hành gia đón Tết Nguyên đán. Ba phi hành gia trên trạm thiên cung là Tàng Hồng Bồ, 49 tuổi, Tàng Seng Di, 36 tuổi và Di An 34 tuổi. Đây là nhóm phi hành gia trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Phó Chỉ huy Hệ thống Quản lý Phi hành gia CMSA, ông Jin Rui chia sẻ, Chúng tôi đã cẩn thận chuẩn bị những món quà bất ngờ cho phi hành đoàn trong dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng chúng sẽ mang đến 5 con rồng độc đáo cho trạm vũ trụ. Hãng tin Tân Hòa Xã cho biết thêm, tàu Thiên Châu 7 còn đem cho các phi hành gia một số ổ cắm điện mới, có thể thay đổi cuộc chơi. Loại ổ cắm này nhỏ và rất dễ sử dụng, dùng để bảo trì hoặc thay thế một số đồ cũ trên trạm. Tàu vũ trụ Thiên Châu 7 và 6 được phóng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2023. Chúng là một trong những tàu vũ trụ mạnh mẽ nhất thế giới, sở hữu tải trọng tối đa lên đến 7,4 tấn ở quỹ đạo gần trái đất. Các phiên bản nâng cấp của tàu Thiên Châu nhờ có sức trở vượt bậc đã giúp Trung Quốc giãn tần suất đưa đồ tiếp tế từ 6 tháng một lần thành 8 tháng một lần. Trong nhiệm vụ này, các nhà khoa học Trung Quốc đã thay đổi quỹ đạo của tàu Thiên Châu 7, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nhiên liệu so với thông thường, từ 6,5 tiếng xuống 3 tiếng. Ngày 17 tháng 1, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc kiêm phó giám đốc thiết kế chương trình tàu không gian có người lái, Yang Liwei cho biết, nước này đang lên kế hoạch phóng thêm 3 tàu vũ trụ lên trạm Thiên Cung trong năm 2024. Theo ông Li Wei, chuỗi nhiệm vụ này bao gồm sứ mệnh Thần Châu 18 và 19 trở theo phi hành gia và sứ mệnh Thiên Châu 8 trở hàng tiếp tế sẽ được khởi động vào tháng 8 năm 2024. Trung Quốc đang tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết để đưa phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030, vị chuyên gia nói thêm, ông Li Wei tuyên bố Trung Quốc đã tìm ra công nghệ chủ chốt và bước vào giai đoạn sản xuất nguyên mẫu tên lửa hàng nặng, tàu vũ trụ và tàu đổ bộ mặt trăng. Tham vọng đưa phi hành gia lên mặt trăng của xứ sở tỷ dân thường được các chuyên gia mô tả là cuộc chạy đua khốc liệt với Mỹ, quốc gia này dự kiến đưa người lên mặt trăng vào năm 2026.